TTO, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định sau khi dịu bớt, từ hôm nay nắng nóng bắt đầu quay lại và tăng nhiệt dần, Bắc Bộ và Nam Bộ cần đề phòng mưa lớn. Theo đó, Hội tụ gió phát triển vẫn duy trì ở các tỉnh bắc bộ, gây mưa rào và giông cho khu vực vùng núi bắc bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được 19 giờ ngày 3 tháng 7 đến 1 giờ ngày 4 tháng 7 tại Sinh hồ, La Châu 33 mm, tuần giáo Điện biên 25 mm, sông Mã Sơn La 23 m Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió này nên từ nay đến ngày 5 tháng 7 bắc bộ có mưa rào và rông, riêng khu vực vùng núi bắc bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm 24 các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 120 mm trên 24 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 đến 36 độ C. Từ ngày 5 tháng 7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển, trở lại nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng cục bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C tại Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, mưa rông sẽ duy trì trong 10 ngày tới, mưa chủ yếu xuất hiện vào trưa và chiều tối. Trong mưa cần đề phòng các loại thời tiết nguy hiểm trên biển, do ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục tây bắc, đông nam hoạt động yếu dần với hoạt động của gió mùa tây nam, có cường độ trung bình nên trong sáng và trưa. Nay vùng biển phía nam có mưa rào và dông mạnh, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh bà con ngư dân cần theo dõi để chú tránh tàu thuyền an toàn